Ok, clip này mình làm cái hướng dẫn sử dụng cái con Kenwood 735 này cho mọi người xem nè. Thì chủ yếu cái dòng này sẽ là cái phần USB thôi người, USB PC in chứ, nè, PC in. Là nó chơi cái giải mã đó người. Thì khi mà chuyển sang chế độ PC in nha. Đợi xíu để mình quay vô cái màn hình mình cho mọi người xem. Thì mọi người mở cái phần sound setting lên này. Đó thì mình thấy là nó tự động nó chuyển sang cái phần mà USB audio codec này rồi người. Thì người bấm vô thử này thì cái maximum của con này thì nó cũng chỉ chơi được là 16 bit 48 kHz thôi người, chỉ là DVD quality thôi người. Phải không? Nghĩa là cái con 735 này với con 731 thì nó vẫn có một cái giải mã 24 bit nhưng mà nó không dùng cho cái tín hiệu PC đâu nha mọi người. Nó dùng cho cái giải mã nó từ cái ngõ USB thôi người. USB thôi, USB là đọc đọc file nhạc lossless thôi người, nó chơi được nhạc 24 bit thôi. Chứ còn nếu mà mọi người cắm vô trên cái PC đi thì nó cũng chỉ nhận là 16 bit là hết cỡ rồi, 16 bit 48 nha, được 16 bit 48 mà. Hơn được chút xíu tần số lấy mẫu thôi. Nghĩa là chất lượng DVD thôi. Cho nên là nó cũng không có khác biệt nhiều. Thì ở đây thì khi mọi người nếu mà chơi nhạc vậy đi thì mọi người chơi từ cái full ba đi. Đó, full ba, đó mọi người mở nhạc lên. Đây chưa có nhạc, để mình mở cái ổ cứng mình lên cái đây. Mở ổ cứng lên. Cứng có sẵn không? Chưa, ổ cứng chưa hoạt động rồi, đợi chút xíu mình mở ổ cứng lên nha. À không, ở có một số file nhạc trên đây nè. Đây mọi người. Làng Văn Chí Linh là xin làm người tình cô đơn rồi đó, thì ví dụ mình play trên đây đi thì mình sẽ chọn đó người, nó đang giải mã đó, nó đang giải mã rồi. Đó thì ở đây người phần output nè, mình chọn là cái USB audio codec nè đó rồi. Đây mọi người thấy không? Chơi 48 thôi, tại vì con này tối đa 48 rồi. Rồi apply. Nó gần như không được 32 bit là không chạy nè mọi người. Thấy chưa? Thì mọi người phải chỉnh lại nha. Chỉnh lại này. Playback decode output này, đây là chọn là 16 bit thôi. Đó, 16 bit. Đó thì nó chơi, thấy không? Đó, nó chơi được 16 bit rồi mọi người. Thấy chỉnh đó. Em nghĩa là để 32 bit, 22, 4 bit nó sẽ không chạy đâu. Nên khi mà người chạy trên cái con này nè thì nó chỉ được 16 bit thôi, đó phải không? Đó, mình đang phát cái con này cho cái con dùng cái loa Victor A103 phía sau người. Là PC in đó. Rồi qua CD nè. CD. À, người chơi play qua CD nè. Nói chung con này nó cũng chơi một cái đầu mạch âm ly cũng khá là hay đó mọi người, cũng không phải là dở đâu. Cái chất âm nó đánh ra cũng rất là chi tiết người. Mây tím đang dâng cao vời,
mà tình thương Rồi test qua USB cho chưa mọi người hết. nha, bấm qua USB thôi. Đó mọi người, nó đọc được nè, 108 bài. Thì mọi người thấy là với USB người nó chơi được nhạc 24 bit nha, còn phía sau thì nó chơi được 16 bit thôi. Ở trong đây thì những cái nhạc 24 bit flash đồ là nó chơi hết mọi người. Nó mình play nè. Đây đang nhạc nhạc MP3 nè, mình bấm qua một bài nữa nè. Đó, bài nữa nè. Có hai bài à. Nó cũng đọc được lộn, bài số 3. Thấy không? Rồi đúp AV nè, đúp AV nè. Là bấm qua flash nè. Xong có bài flash nè, ngoài đợi chút xíu mình chép nhạc flash vô nè. Rồi dừng xíu nha, để mình chép nhạc flash 24 bit vô mình test mình xem.